Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 84 tàu thuyền các loại được đăng ký hoạt động khai thác cát, kinh doanh du lịch trên sông Đồng Nai, Đa Nhiêm, Đa Dân, Hồ Thủy Điện Đại Ninh, Đa My, Hàm Thuận, Tuyền Lâm. Tuy nhiên, qua kiểm tra nhiều trường hợp không trang bị đầy đủ số lượng phao cứu sinh, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về môi trường đã hết hiệu lực, v.v. Bên cạnh đó, ở vùng sông Đồng Nai, địa bàn tại các huyện Đà Tẻ, Cát Tiên, số lượng tàu thuyền tự phát tăng lên, hầu hết là không an toàn. Những người dân vẫn bỏ qua những cảnh báo nguy hiểm sử dụng nó, bởi đây là phương tiện duy nhất phục vụ đi lại, sinh hoạt, sản xuất của chính họ. Đối với địa bàn thị trấn Phước Cát thì hiện nay là có 9 cái phương tiện. Thì trong 9 phương tiện này hiện nay thì có 2 phương tiện, nói chung là thủ tục pháp lý giấy tờ thì đảm bảo. Còn lại 7 phương tiện là nói chung là không có giấy tờ gì hết. Và các cái phương tiện này là chủ yếu là khai thác cát. Cho nên thì trong quá trình mà khi mà xảy ra các sự cố trên sông thì nó cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì không biết là phương tiện nó đảm bảo kỹ thuật hay không. Ngoài sông suối, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có khá nhiều hồ đập. Đây cũng là khu vực thời gian qua xảy ra một số vụ lật thuyền. Nhiều trường hợp tàu thuyền không đăng ký đăng kiểm do chủ tàu mua lại tàu cũ từ nơi khác đến địa phương hoạt động. Trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, cơ quan chức năng liên quan đã tiến hành kiểm tra xử phạt trên 16 trường hợp vi phạm hoạt động giao thông đường thủy, tiến hành xử phạt trên 20 triệu đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu là chở quá vạch mớn nước an toàn, không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh theo quy định, lỗi đăng ký đăng kiểm, hoán cải phương tiện không phù hợp. Thường là những người phương tiện thô sơ cho nên là không có đăng ký đăng kiểm. Cái thứ hai là người điều khiển phương tiện thì là chưa được tập huấn cũng như là chưa được cấp các cái chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Đó. Và cái thứ ba nữa là các cái phương tiện tham gia giao thông đấy hoặc là chở người đấy thì thường là những cái phương tiện nhỏ lẻ, cũ cho nên là cái việc kiểm tra xử lý cũng gặp nhiều khó khăn. Lâm Đồng đang bước vào mùa mưa với những diễn biến khó lường của thời tiết và phương tiện tàu thuyền tự phát thiếu các điều kiện về an toàn kỹ thuật. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy thì mỗi người dân có hoạt động liên quan đến sông nước cũng như các cấp chính quyền, các lực lượng chức năng cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, không thể chủ quan siết chặt quản lý và hoạt động của các phương tiện tàu thuyền trong thời gian tới.